CDT News, ngỡ ngàng với những phong tục kỳ lạ ở Trung Quốc. Trung Quốc là một trong những quốc gia có nền văn hóa lâu đời và đa dạng nhất thế giới. Ngoài ra, nơi đây còn được biết đến là cái nôi của những phong tục quan niệm kỳ dị như đám cưới cho người âm, bó chân, kiêng tặng quả lê. Đám cưới ma. Người Trung Quốc tin rằng con người khi chết đi sẽ đến một thế giới mới. Ở đó họ sẽ bắt đầu một cuộc sống khác, thậm chí còn có thể kết hôn và sinh con. Vì vậy, việc tổ chức một đám cưới với người âm cũng phải tiến hành như với người còn sống. Không được phép bỏ qua bất kỳ một tiểu tiết nào, bởi nhiều người quan niệm rằng những hồn ma chưa được tổ chức hôn lễ sẽ rất khó tính. Nên không khéo chiều thì người nhà của họ sẽ gặp những điều xui xẻo và tai ương. Kiêng số 4. Ở Trung Quốc, con số 4 được coi là kém may mắn vì phiên âm của nó theo tiếng Quảng Đông gần giống với từ cái chết. Do đó, nhiều thang máy ở quốc gia này đã loại bỏ số 4 ra khỏi bảng điều khiển để hy vọng rằng không gặp bất cứ điều gì xui xẻo. Tránh tặng quả lê. Người Trung Quốc cho rằng nếu bạn chia sẻ một quả lê cho ai đó, đồng nghĩa là bạn trao đi những điềm xấu hoặc trù họ chết sớm. Bởi lẽ trong tiếng Trung, hành động này được đọc giống như từ chia ly. Bó chân. Tục bó chân ở Trung Quốc gần như đã trở thành một nét truyền thống của đất nước này trong suốt thời phong kiến. Người dân ở đây quan niệm rằng đôi chân càng nhỏ càng thể hiện sự cao quý, đồng thời nó sẽ khiến từng bước đi trở nên tao nhã và uyển chuyển hơn. Vì vậy, họ đã tự tạo cho mình đôi gót hoa bằng cách bó chân thật chặt để khiến chúng nhỏ đi. Ngoài ra còn có một giải thiết cho rằng việc bó chân được xem là một giải pháp để kiểm soát và củng cố đức hạnh của nữ giới. Cụ thể, những người đàn bà với đôi bàn chân tí xíu sẽ không thể rời khỏi nhà dễ dàng, từ đó họ khó có thể đi ngoại tình với người đàn ông khác. Hạn chế uống nước lạnh. Người dân ở đất nước tỷ dân cho rằng, việc ăn uống bất kỳ thực phẩm nào có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ phòng đều không tốt cho sức khỏe, vì vậy họ uống nước nóng thường xuyên như một cách ngăn ngừa bệnh tật.